chúng ta nó sẽ không có ý nghĩa, bởi vì nó không có cái gì cạnh tranh nữa. Đó, đó là cái sự đề kháng kháng sinh nha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào, chúng ta nói rõ từng cơ chế một ha. Rồi, cơ chế đầu tiên là tạo enzyme phân hủy thuốc nha. Ví dụ ha, ví dụ các cái con vi khuẩn nó có thể tiết ra cái men beta-lactamase. Cái men này nó sẽ gắn vào trong cái vòng beta-lactam, nó làm vỡ cái vòng, nó làm mở vòng beta-lactam, dẫn tới cái nhóm kháng sinh này mất tác dụng nha. Rồi hoặc là gì? Hoặc là con vi khuẩn nó có thể tiết ra cái men, ví dụ như là men phosphorylase hoặc là men adeninase. Cái men này nó gắn vào trong cái cấu trúc của amino acid, nó làm biến đổi cấu trúc của amino acid, dẫn tới là amino acid nó không gắn vào trong cái thụ thể 30S được. Như vậy nó cũng sẽ bất hoạt, nó cũng sẽ bất hoạt tác dụng nha. Hoặc là gì? Hoặc là cái men acetylaser nó cũng làm biến đổi cấu trúc của chloramphenicol. Nó gắn vào, nó làm biến đổi cấu trúc của chloram, dẫn tới chloram không gắn vào được cái thụ thể 50S, như vậy nó cũng sẽ không có tác dụng. Đó, đó là cái sự đề, đó là cái cơ chế đầu tiên. Bây giờ mình qua cơ chế thứ hai là nó thay đổi tính thống của màng tế bào. Thì thông thường là con vi khuẩn nó sẽ tạo ra một cái gen đề kháng, và cái gen đề kháng này nó sẽ tạo ra một cái protein, và nó đưa cái protein này ra màng tế bào của vi khuẩn. Và khi mà nó đưa ra màng tế bào thì nó sẽ làm gì? Nó làm cho cái kháng sinh của chúng ta mất khả năng di chuyển qua màng, do cái protein này nó sẽ cản, nó sẽ làm gì? Nó sẽ cản trở các cái protein mang vác, và kháng sinh không được đưa vào bên trong tế bào. Và khi không được đưa vào bên trong tế bào thì nó sẽ không có tác dụng. Đó, đó là thay đổi tính thấm nha. Hoặc là nó có thể tạo ra những cái bơm ngược, và vai trò của những cái bơm ngược này nó là bơm cái kháng sinh từ bên trong ra bên ngoài. Đó, đó là cái cơ chế thứ hai. Rồi cơ chế thứ ba là nó thay đổi điểm tác động nha. Ví dụ cái kháng sinh beta-lactam khi nãy mình nói là nó ức chế tổng hợp thành tế bào thông qua việc ức chế tổng hợp cái lớp peptidoglycan, và nó muốn mà ức chế được sự tổng hợp của lớp peptidoglycan thì nó phải gắn lên được cái lớp này nha. Thì bình thường đây là cái vị trí tác động của cái beta-lactam nha. Và cái vi khuẩn nó đề kháng bằng cách nào? Nó thay đổi cái cấu trúc của vị trí tác động. Và khi nó thay đổi cái cấu trúc thì lúc này cái kháng sinh của chúng ta không gắn lên được nữa nha. Penicillin không gắn vào trong cái peptidoglycan được, nó không ức chế được. Thì như vậy là cái thành tế bào của vi khuẩn vẫn được tổng hợp bình thường. Đó là đề kháng nha. Hoặc là gì? Hoặc là vi khuẩn nó thay đổi receptor trên 30S hoặc là 50S, dẫn tới là amino acid và phenicol không gắn vào được. Không gắn vào được thì cũng không có tác dụng. Đó là cái cơ chế thứ ba. Rồi cái cơ chế thứ tư là nó thay đổi con đường chuyển hóa. Rồi, thay đổi con đường chuyển hóa thì như khi nãy mình nói rồi nha. Đó là gì? Đó là vi khuẩn nó sẽ lấy axit folic để nó tổng hợp thành thành ADN nha. Và axit folic này vi khuẩn nó sẽ tổng hợp từ 33. Thì bây giờ vi khuẩn nó đề kháng bằng cách nó không cần sử dụng 33 nữa, mà nó sẽ lấy 33 từ thức ăn nha. Nó sẽ lấy 33 từ thức ăn. Như vậy là gì? Như vậy là cái sulfamic của chúng ta nó sẽ mất vai trò. Đó, đó là cái thay đổi con đường chuyển hóa nha. Rồi, như vậy thông thường mấy anh chị, một kháng sinh, một cái vi khuẩn, một cái kháng sinh á, nó chỉ tác động lên vi khuẩn thông qua một cơ chế. Nhưng mà một vi khuẩn khi đề kháng kháng sinh, thường là nó sẽ phối hợp nhiều cái nguyên tắc đề kháng với nhau. À, ví dụ như là vi khuẩn, chẳng hạn như là vi khuẩn mà đề kháng với kháng sinh beta-lactam nha, là nó đề kháng theo ba cơ chế. Cơ chế thứ nhất là nó thay đổi tính thấm của màng tế bào, dẫn tới beta-lactam không thấm vào được. Không thấm vào được sẽ không có tác dụng nha. Rồi cơ chế thứ hai là nó sẽ làm gì nha? Nó sẽ tiết ra cái enzyme, beta-lactamase, và cái enzyme này nó làm mở vòng của kháng sinh beta-lactam, làm kháng sinh này mất tác dụng nha. Rồi và cơ chế thứ ba nha là nó thay đổi cái điểm tác động nha, thay đổi cái BBB dẫn tới kháng sinh không gắn vào được ha, và kháng sinh cũng không có tác động. Đó là cái sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn ha. Rồi, và bây giờ mình đi vào cái phần tiếp theo, đó là nguyên tắc sử dụng kháng sinh. Chúng ta phải sử dụng kháng sinh đúng nguyên tắc mấy anh chị nha. Sử dụng kháng sinh đúng nguyên tắc thì nó mới tránh được cái tình trạng là đề kháng kháng sinh. Tại vì hiện nay Việt Nam của chúng ta là nằm trong những cái nước mà có tỷ lệ đề kháng kháng sinh cao nhất trên thế giới. À, và nguyên nhân là do chúng ta sử dụng kháng sinh không hợp lý nha, không hợp lý. Cái thứ nhất là sử dụng kháng sinh thời gian sử dụng nó không hợp lý. Ví dụ thay vì một cái chu trình điều trị kháng sinh là chúng ta điều trị 5 ngày nha, để tiêu diệt hết vi khuẩn nó tránh sự đề kháng, thì thông thường chúng ta chỉ sử dụng kháng sinh khoảng tầm 1 cho tới 2 ngày
nha. Rồi cái thứ hai nha, là cái kháng sinh thì hiện nay á, là cái vấn đề mà kiểm soát kháng sinh trên thị trường chúng ta kiểm soát chưa có tốt, nên là kháng sinh nó đang được bán rất là tràn lan nha, bán tràn lan mà bán không có đơn của bác sĩ luôn mấy chị ha. Thì thật ra cái đó là một cái vấn đề mà hầu như là nhà thuốc nào ở của chúng ta cũng bị nha. Nhưng mà một trong những cái điều đó thì nó sẽ dẫn tới là nó làm cho cái tỷ lệ đề kháng của kháng sinh hiện nay của chúng ta rất là cao ha. Rồi thật ra cái thứ ba là cũng do dân trí nữa mấy chị ha. Một phần là cũng sẽ do dân trí, một phần là do dân trí của chúng ta không cao, một phần là gì, một phần là do dân của chúng ta còn nghèo nha. Và khi mà dân của chúng ta còn nghèo, chẳng hạn như là khi mà chúng ta bác sĩ mà kê một đơn thuốc là 5 ngày kháng sinh nha, để tránh đề kháng thuốc, thì lúc này bệnh nhân của chúng ta lại không đủ tiền, nên là thường là họ sẽ mua ngắt quãng ha, họ mua một ngày hoặc là 2 ngày trước, và thí dụ như họ có tiền thì họ mua tiếp 3 ngày còn lại, còn họ không có tiền thì họ dừng lại luôn ha. Và chính vì những cái điều đó nó sẽ dẫn tới là cái tỷ lệ kháng sinh nó gia tăng nha, đề kháng kháng sinh nó gia tăng. Vậy thì bây giờ chúng ta phải sử dụng đúng nguyên kháng sinh nha, sử dụng kháng sinh đúng nguyên tắc. Đúng nguyên tắc là sao nha, chúng ta có 7 nguyên, chúng ta có 6 nguyên tắc nha. Chúng ta có 6 nguyên tắc sử dụng kháng sinh. Nguyên tắc đầu tiên, chỉ dùng kháng sinh khi có nhiễm khuẩn nha. Có nghĩa là chúng ta biết được cái tình trạng bệnh đó là do vi khuẩn thì chúng ta mới sử dụng kháng sinh. Còn những cái tình trạng mà do virus ha, chẳng hạn như những cái cảm cúm thông thường á, các cái hắt xì hơi nè, nhảy mũi nè, chảy mũi mà mũi là dịch màu trắng á anh chị ha, thì những cái trường hợp đó là do virus thôi. Thì virus thì chúng ta không dùng kháng sinh, bởi vì kháng sinh nó sẽ không tác động được lên virus. Đó, đó là cái nguyên tắc đầu tiên, nhau rất quan trọng, chỉ dùng kháng sinh khi có nhiễm khuẩn. Rồi nguyên tắc thứ hai là chọn đúng kháng sinh. Thì thông thường á mấy anh chị, để lựa chọn đúng kháng sinh á, thì chúng ta sẽ dựa vào kết quả của kháng sinh đồ nha. Thường nhưng mà cái kết quả nhưng mà cái kháng sinh đồ này thì thường là chúng ta chỉ làm được ở trong bệnh viện, và chúng ta sẽ làm với những cái nhiễm khuẩn nặng á mấy anh chị, thì chúng ta mới làm kháng sinh đồ. Và khi muốn mà làm kháng sinh đồ thì chúng ta phải có kết quả, thì cái kết quả này nó cũng chỉ có sau khoảng tầm 1 tới 2 ngày. Tại vì muốn làm kháng sinh đồ thì đầu tiên chúng ta phải lấy cái dịch của bệnh nhân nha, chúng ta nuôi cấy vi khuẩn, thì nuôi cấy vi khuẩn cũng cần phải có 24 giờ để con vi khuẩn nó hình thành nên khuẩn lạc. Sau đó rồi chúng ta mới đặt các cái kháng sinh vào, rồi chúng ta đo cái đường kính của vòng vi khuẩn để chúng ta coi là cái kháng sinh nào nó tác động tốt nhất nha. Thì đó, nên á, là cái việc đó mà chúng ta sử dụng cái kết quả kháng sinh đồ nha, nó là cái kết quả kháng sinh đồ á, là chúng ta dựa vào cái kết quả này thì chúng ta sẽ lựa chọn được một cái kháng sinh mà nhạy cảm nhất với vi khuẩn ha. Thì cái kháng sinh này phổ của nó hẹp nhất, ít tác dụng phụ nhất, và nó sẽ rẻ tiền nhất nha. Nhưng mà không phải là nơi nào nó cũng làm cái kết quả kháng sinh đồ được, nên là hoặc là trước khi mà có thời gian kết quả kháng sinh đồ thì chúng ta phải lựa chọn một cái kháng sinh theo kinh nghiệm để chúng ta điều trị trước. Sau đó khi có kết quả kháng sinh đồ thì nếu kháng sinh này nó phù hợp với kháng sinh đồ chúng ta dùng tiếp, còn nếu nó không phù hợp thì chúng ta thay đổi kháng sinh. Hoặc là những cái trường hợp mà nhiễm khuẩn nhẹ thông thường thì chúng ta cũng sẽ không làm kháng sinh đồ nha, mà chúng ta lựa chọn dựa trên kinh nghiệm nha. Vậy thì kinh nghiệm này người ta dựa vào đâu nha? Thì thông thường á nha, là bác sĩ dựa vào kinh nghiệm lâm sàng á mấy chị nha. Thì chúng ta sẽ lựa chọn kháng sinh dựa trên vị trí nhiễm trùng nha. Đây là một cái yếu tố quan trọng nhất để lựa chọn kháng sinh. Ví dụ này mấy chị nha. Ví dụ lựa chọn kháng sinh mà dựa trên vị trí nhiễm trùng là sao? Chẳng hạn như chúng ta biết những cái trường hợp viêm phổi, viêm phế quản, viêm họng nha. Thì những cái trường hợp mà viêm nhiễm đường hô hấp trên á, đa phần là nó sẽ do hai con vi khuẩn gây ra là con pneumonia và con Haemophilus influenza, HIF nha. Như vậy bây giờ chúng ta thấy bệnh nhân bị nhiễm trùng đường hô hấp trên thì chúng ta phải chọn cái kháng sinh nào mà phổ của nó có thể tác động tốt trên hai con này thì triệu chứng của bệnh nhân sẽ khỏi, bệnh của nhiều bệnh nhân sẽ khỏi. Ví dụ chúng ta chọn cái kháng sinh beta-lactam thì chúng ta phải chọn cái beta-lactam thế hệ 3 trở đi. Ví dụ như là amoxicillin, piperacillin, ampicillin ha. Rồi hoặc là chúng ta có thể chọn cái nhóm macrolide nha. Đó, ví dụ như là levofloxacin ha. Đó là lựa chọn dựa trên vị trí nhiễm trùng. Thì nếu mà chúng ta lựa chọn những cái kháng sinh này thì nó sẽ bao phủ, nó sẽ tiêu diệt rất tốt hai con là pneumonia và HIF. Thì như vậy nó sẽ làm cho bệnh nhân khỏi bệnh. Còn nếu mà chúng ta lựa chọn những cái kháng sinh khác nó không tác động tốt trên hai con này thì cái trường hợp nhiễm khuẩn của bệnh nhân nó sẽ còn nha. Hoặc là gì?
Hoặc là những cái trường hợp á, mà nhiễm trùng đường tiểu mắc phải trong cộng đồng á mấy anh chị, thì thông thường khoảng tầm hơn 90% những cái trường hợp nhiễm trùng đường tiểu mắc phải trong cộng đồng nó sẽ được gây ra bởi con vi khuẩn E. coli có nguồn gốc từ phân. Như vậy bây giờ mình muốn điều trị nhiễm trùng đường tiểu thì mình phải sử dụng những cái kháng sinh mà cái phổ của nó có thể tác động tốt trên con E. coli nha, và nó phải thải trừ qua nước tiểu dưới dạng cái dạng là có hoạt tính. Thì ví dụ chúng ta sẽ sử dụng cái kháng sinh của nhóm quinolone ha, kháng sinh quinolone ví dụ như là axit nalidixit, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái beni à, xin lỗi mấy chị, chúng ta có thể sử dụng cái benicefa là nó thuộc nhóm beta lactam á. Thì chúng ta dùng beni thì chúng ta cũng sẽ phải dùng beni thế hệ 3 trở đi nha, hoặc là cefa thì chúng ta dùng cefa thế hệ 2, hoặc là gì thế hệ 2 trở đi, hoặc là chúng ta có thể hoặc là chúng ta có thể sử dụng là cái beni 6 là cái phổ của nó tác động rất tốt trên con E. coli, cực kỳ nhạy cảm trên con E. coli, thì chúng ta sẽ sử dụng trong những cái trường hợp điều trị nhiễm trùng đường tiểu đó. Nên là cái vị trí nhiễm trùng đây là cái yếu tố quan trọng nhất để chúng ta chọn kháng sinh nha. Rồi ngoài vị trí nhiễm trùng á thì chúng ta có thể lựa chọn dựa trên cái phổ hoạt tính, và khi mà chúng ta lựa chọn dựa trên phổ hoạt tính á thì chúng ta sẽ chú ý đến nha, chúng ta sẽ chú ý đến cái tình hình đề kháng của địa phương nha. Tại vì mình cái kháng sinh nó có phổ hoạt tính lý thuyết như vậy, nhưng mà có địa phương á thì cái con vi khuẩn này nó đề kháng, thì hoặc là có địa phương khác thì con vi khuẩn khác nó đề kháng, nên là chúng ta phải coi cái tình hình đề kháng nó như thế nào nha. Rồi cái thứ ba là có thể dựa vào tính chất dược động học của thuốc ha, để chúng ta coi là chúng ta sử dụng đường nào, hoặc là dựa vào các yếu tố thuộc về người bệnh. Chẳng hạn như những cái người bệnh đó mà họ bị suy giảm chức năng gan thì chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn cái kháng sinh mà nó thải trừ qua đường thận, hoặc là những cái bệnh nhân mà họ bị suy giảm chức năng thận thì chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn cái kháng sinh mà nó thải trừ qua gan. Đó là cái nguyên tắc thứ hai. Rồi mấy anh chị rõ nguyên tắc này chưa? Mấy anh chị rõ nguyên tắc thứ hai chưa? Nghe rồi con. Ừ. Rồi bây giờ mình qua nguyên tắc thứ ba. Nguyên tắc thứ ba là chúng ta sẽ chọn dạng dùng thích hợp nha. Thì để chọn dạng dùng thích hợp á, chúng ta sẽ căn cứ vào vị trí và mức độ nhiễm khuẩn. Ví dụ như là cái vị trí nhiễm khuẩn ở những cái cơ quan nông bên ngoài thì chúng ta sử dụng kháng sinh đường uống là được rồi. Còn những cái nhiễm khuẩn nào mà là nhiễm khuẩn sâu bên trong các cái cơ quan nội tạng, ví dụ như là gì? Ví dụ như là nhiễm trùng huyết này, hoặc là viêm phổi nặng này nha. Thì hoặc là gì viêm màng trong tim, thì những trường hợp đó bắt buộc chúng ta phải sử dụng các cái kháng sinh đường tim nha, để nó có khả năng đi vào trong máu tốt hơn, nó đi vào trong các cái vị trí nhiễm khuẩn và nó tiêu diệt vi khuẩn ha. Rồi hoặc là dựa vào cái mức độ nhiễm khuẩn nhẹ dùng đường uống, nhiễm khuẩn nặng muốn nhanh hết dùng đường tiêm nha. Cái thứ hai là chúng ta hạn chế sử dụng kháng sinh tại chỗ trừ khi bị nhiễm khuẩn ở mắt thôi nha. Nhiễm khuẩn ở mắt ha, thì chúng ta mới dùng cái thuốc nhỏ mắt chứa kháng sinh ha. Còn tất cả những cái trường hợp khác, ví dụ như là chúng ta bị nhiễm khuẩn tại tay chân, bị trầy xước gì đó, thì chúng ta chỉ nên dùng thuốc sát khuẩn thôi chứ không nên dùng kháng sinh. Bởi vì kháng sinh mà sử dụng bằng đường tại chỗ nó sẽ có hai nhược điểm. Nhược điểm thứ nhất là nó dễ gây dị ứng, và trường hợp thứ hai là nó dễ gây ra tình trạng đề kháng thuốc, nên chúng ta hạn chế nha, hạn chế kháng sinh tại đường tại chỗ. Rồi, cái nguyên tắc thứ tư là chúng ta sử dụng kháng sinh đúng liều lượng. Nha, đúng liều lượng là ngay từ đầu khi mới vào sử dụng chúng ta phải sử dụng liều điều trị ngay lập tức. Bởi vì cái tình trạng nhiễm khuẩn là một tình trạng cấp tính, vi khuẩn nó nhân đôi rất là nhanh nha, dân số vi khuẩn nó sẽ thường gấp đôi trong 2 tới 3 giờ. Nên là khi kháng sinh của chúng ta là cần được sử dụng ngay khi có thể và dùng ngay liều điều trị để tiêu diệt kháng sinh. Còn nếu mà chúng ta sử dụng mà giống như những cái thuốc mà chẳng hạn như là cái thuốc mãn tính á, thì mấy anh chị thấy là mình sẽ bắt đầu như thế nào? Mình bắt đầu tìm liều bằng cách là từ cái liều khởi đầu, chúng ta cho bệnh nhân dùng liều khởi đầu. Sau đó rồi chúng ta coi thử là bệnh nhân có đáp ứng không. Nếu mà đáp ứng rồi thì thôi dùng tiếp liều đó. Nếu không đáp ứng thì chúng ta tiếp tục tăng liều lên. Sau đó chúng ta lại cho bệnh nhân về theo dõi quan sát. Thì những cái trường hợp á, mà chúng ta tăng liều từ từ như vậy, những trường hợp đó chúng ta chỉ áp dụng trong các cái bệnh lý mãn tính. Có nghĩa là những cái bệnh mà chúng ta phải uống thuốc trong một thời gian dài. Thì chúng ta dò liều như vậy để chúng ta tìm ra cái liều thấp nhất nhưng nó có tác dụng cao nhất để nó làm giảm mức tác dụng phụ.
Còn cái trường hợp nhiễm khuẩn là một trường hợp cấp tính, vi khuẩn đang sinh sôi và phát triển. Như vậy ngay lập tức dùng và ngay lập tức chúng ta kê thì chúng ta phải kê cái liều điều trị ngay lập tức để nó tiêu diệt vi khuẩn. Chứ nếu không á, nhà là vi khuẩn, nếu không mà chúng ta dò liều thì cái thời gian phát triển của vi khuẩn nó nhanh hơn.